Lại cập sập rộn dịp về vải thưa các bác ạ. Giờ thì quay đi quay lại lại vào đến quả vải nhé các bác nhé. Đang một thời điểm này chăm sóc và nó gọi là tăng trưởng, sinh trưởng rất là nhanh nhé. Nên cái việc mà chăm sóc thời điểm này rất là quan trọng để chăm sóc phân bón. Ở thời điểm này đang là 30 tháng 2 âm lịch các anh chị nhé. 30 tháng 2 âm lịch 2021 ấy. Thì xương nó là mùng 10 thì 11 tháng 4. Thế thì những cái quả nó tắt hoa, những cái quả nó lớn, nó tắt hoa mà nó không rụng thì nó lớn rất nhanh luôn các bạn. Đây, nó lớn rất nhanh. Nhìn nó to hơn quả hạt đậu xanh rồi. Lớn trông thấy nhé. Còn những cái quả nào mà nó không lớn ấy, thì chắc chắn nó sẽ rụng. Đây, ví dụ những quả này này. Đấy, nó sẽ rụng này các bác nhìn này. Đấy, thấy chưa? Nhìn lên trên này thấy chùm như này biết quả nào rụng, quả nào không nhỉ? Quả này rụng này các bác này. Đấy. Quả này rụng này. Đây còn những quả này nó sẽ đậu này, đậu 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 này. Đấy, bây giờ thời điểm này là chăm sóc làm sao cho nó không dỉ sắt mắt cua, không đục cuống đục quả nhỉ. Đấy thì là ok, đây nó rụng này. Đấy, còn những quả này thì nó sẽ còn này. Đấy, nhìn nó lớn nhanh, lớn hơn hẳn luôn. Quả nó xanh, quả nó lớn thì nó sẽ đậu quả. Đấy thì những cái chùm này cũng như vậy thôi. Lớn rất nhanh, một tuần hoặc là ba, cảm giác mình nhìn lên lớn trông thấy các bạn. Đây, những cái chùm này. Đấy. 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 Đấy, thì còn lại những quả nào đây, những quả nó to hơn hẳn này các bác nhìn này. Thấy chưa ạ? To hơn hẳn. Quả nào to thì đỗ, quả nào gọi là bé thì rụng. Đấy, đây là thời điểm nó như vậy nhỉ, thì chăm sóc rất là quan trọng. Nên là chăm sóc thì có rất nhiều cách chăm sóc nhỉ, rất nhiều các bác hướng dẫn rồi. Nên mỗi người có một cái chất đất riêng, một cái cách làm riêng, một kinh nghiệm riêng cũng nhỉ. Phân thì nó rất nhiều. Phân do thuốc sâu rất là nhiều. Còn hôm nay thì nhà em sẽ chơi cái loại này nhé. Em vừa ấy rồi, vừa nói chung là vừa bón thiếu một chút cũng nhỉ. Đấy, thì sẽ tưới nhé. Đấy, dùng kích rễ. Đấy, dùng cái loại phân này. Vừa rẻ mà lại cảm thấy cũng ok cũng nhỉ. Thì nói chung là mỗi năm thì làm có một cái kiểu khác nhau một tí cũng nhỉ. Cũng không phải là cứ ít xì như thế, bởi vì năm nó lại phụ thuộc vào cái lớp lọc, lớp hoa, lớp quả nữa các bác ạ. Nên là thôi thì em cũng không có cái kinh nghiệm nhiều nhỉ, cũng không dám chia sẻ nhiều. Tóm lại là chỉ chia sẻ cái kinh nghiệm của anh em chúng em, của gia đình em thôi. Đấy thì các bác mà có cái cách nào làm hay cũng nhỉ, thì các bác cũng có thể là chia sẻ để anh em em tham khảo. Đấy thì bây giờ ở góc độ làm vải thì rất nhiều các bác làm đẹp nhỉ, rất nhiều các bác chia sẻ trên diễn đàn nhỉ, rất nhiều cái cách làm rất là hay nhỉ. Bởi vì là thực sự là cái việc mà làm cũng nhỉ, kinh nghiệm cũng nhỉ, và được mùa cũng nhỉ, và được cái tiền, cái giá thành cũng nhỉ, quả vải thì bây giờ các bác làm rất là siêu. Đấy, nên là như vậy thì ở cái phân này thì được cái là nó sẽ kích rễ bền cây, khỏe cây, ngọt mã, đẹp mã, giảm cháy quả, chống đơ cây, giảm vàng lá, thối rễ cũng nhỉ. Nó có rất nhiều thành phần, nó đây nó giống như một cái chế phẩm sinh học, nó có men đấy các bác ạ. Đấy, nó mình tưới vào đây vừa nó vừa gọi là phân giải những cái phân hóa học của mình bón mà chưa hết ấy, để cho cây nó ăn luôn ấy. Đấy. Đấy, chế phẩm sinh học, nó là cái sinh học các bạn ạ. Đấy, dùng sinh học để cho làm sao nó ok một tí cũng nhỉ. Đấy, thì hôm nay thời tiết nó cũng vẫn là gọi là như kiểu mưa phùn ấy, dâm mát nên là tưới nó rất là thích hợp. Tưới thì có rất nhiều cách tưới cũng nhỉ. Tưới thì các bác có thể là pha cái này ra một cái thùng đúng nhỉ, sau đó chế vào để cắm vào cái vòi nước này, nhưng mình tưới nước thì coi như tưới phân luôn đúng nhỉ, rất là dễ. Đấy, mình tính toán cái thời gian mình điều chỉnh cái lượng chảy từ phân này ra đúng nhỉ. Đấy, là như vậy thôi. Đấy thì cái lượng quả, lượng vải năm nay thì nó rất là sai các bác, sai lắm. Nói chung là vẫn là rất là ok nhé. Đấy, đấy, rất là ok này. Thì rất nhiều cái bác cũng đã có ý kiến, cũng có ý kiến chia sẻ như cái vải này thì vải nó nghẹn hoa này, nó ngắn hoa như này này, thì chăm sóc phun phóng như nào nhỉ. Đấy thì cũng là cái bài toán nhỉ, để anh em giao lưu chia sẻ nhỉ. Còn như anh em chúng em này thì sẽ hạn chế cho đạm, tóm lại là như vậy nhé, hạn chế cho đạm và chủ yếu cho vi sinh một chút này. Đấy, cộng thêm với cả nếu mà đợt tới này phun thì sẽ phun gò A3 nhỉ, để cho nó giãn vỏ đều. Bởi vì cái lượng quả này sau mà nó lớn lên một chút đúng không nhỉ, mà nó trắng quả rất là dễ vỡ và nói chung là dễ thối, bởi vì vỏ nó sẽ mỏng một chút đúng không nhỉ, thì cũng sẽ tăng cường thêm bo nữa các bác nhé. Thì thời điểm này nó như vậy thôi.
Đấy thì ở trong cái clip này thì em cũng không dài dòng luyên thuyên nữa nhỉ. Giờ em cũng sẽ phải đi tưới đây. Ở góc độ về chăm sóc thì em cũng chia sẻ là có rất nhiều cách làm, rất nhiều kinh nghiệm, rất nhiều thời điểm để các bác vận dụng để làm sao thật tốt, để quả vải thật đẹp, mã thật sáng, bán được giá cao. Đó là cái tiêu chí cũng như là cái giá trị cuối cùng của cái của người nông dân thu được sau quá trình chăm vải nhé. Thì một nữa xin chào cảm ơn anh chị, chúc anh chị sức khỏe thành công. Em giờ sẽ tiếp tục đi gọi là bón tiếp nhé, tưới tiếp nhé. Các bác cứ chờ đợi khoảng tầm tháng nữa không nhỉ, quả vải trắng quả lên là nhìn rất là rõ, rất là ok. Và mời các bác cứ theo dõi nhỉ, comment cũng như chia sẻ, cũng như là đưa những cái kinh nghiệm của mình lên để anh em cùng giao lưu hỏi nhé. Xin cảm ơn anh chị.